Hello mọi người, hôm trước YouTube suggest cái video skincare routine này tôi đã làm cách đây tầm 4 năm, cũng tại chính chiếc phòng tắm này. Thế nên là hôm nay tôi nghĩ là tại sao không làm một cái video skincare mới để update cho mọi người biết về routine hàng ngày của tớ. Bà mẹ một con cập kê tuổi 30 thì chăm sóc da như thế nào? Khách mời đặc biệt của hôm nay là dâu dâu con gái tớ. Tuy nhiên là vì skincare quá nhàm chán nên là chỉ giữ chân được bạn ấy hai bước thôi, sau đấy bà ấy phải đi chơi. Thôi không rông dài nữa, chúng mình bắt đầu luôn nhá. Như thường lệ thì bước đầu tiên luôn luôn là tẩy trang. Trong bối cảnh đại dịch toàn cầu và đeo khẩu trang thường xuyên thì tớ cũng rất là ít khi make up ra ngoài, nhưng kem chống nắng thì vẫn là bắt buộc, vì thế vẫn cần phải có bước tẩy trang. Hôm nay tớ xài Innisfree Micellar Oil Water kết hợp cùng bông tẩy trang Bamboo. Nước tẩy trang Innisfree này thì không tẩy được make up nặng đô kiểu mascara hay eyeliner đâu, nhưng tớ thấy để tẩy kem chống nắng hay là trang khuyết điểm nhẹ nhàng thôi thì rất ok. Thường với các bước tẩy trang hay rửa mặt thì tớ chỉ muốn dùng drugstore thôi, tớ không muốn đầu tư quá nhiều, bạn ấy khá là rẻ. Cái tớ muốn nói kỹ một chút hôm nay là bông tẩy trang Bamboo này. Đây là bông tẩy trang siêu mềm được làm bằng sợi tre organic. Sau mỗi lần dùng thì có thể bỏ vào túi ném vào máy giặt rất là tiện, vừa tiết kiệm lại vừa bảo vệ môi trường. Mỗi gói này thì gồm 16 miếng, có 12 miếng tẩy trang với cả 4 miếng rửa da chết. Tớ không hiểu tác dụng của 4 miếng tẩy da chết lắm nên tớ không dùng, nhưng mà 12 miếng tẩy trang thì tớ rất là thích, nó rất là mềm và tớ dùng miên mài luôn. Đến đây thì tớ rất buồn khi phải thông báo rằng đây là bước đầu tiên cũng là bước cuối cùng khách mời của chúng ta tham gia ngày hôm nay. Tại vì dâu bảo là mẹ ơi lâu thế, bài con. Bước tiếp theo sẽ là rửa mặt. Hôm nay tớ xài một cái tên mới toe là Deprogram Essence in Cleansing Foam, là sản phẩm bọt rửa mặt dưỡng da của hãng Deprogram. Gọi là mới ở thị trường Việt Nam thôi, chứ Deprogram thì vốn rất là nổi ở Nhật rồi, bởi vì đây là thương hiệu dược mỹ phẩm cho da nhạy cảm của tập đoàn Shiseido. Bạn này made in Japan 100%, đã qua kiểm nghiệm dị ứng trên da phụ nữ Á Đông nữa, nên rất là an toàn cho mọi loại da và cực kỳ dịu nhẹ để sử dụng hàng ngày. Vì là sản phẩm bọt rửa mặt thế nên là các bạn hoàn toàn có thể tạo bọt đơn giản bằng tay theo cách truyền thống. Nhưng mà tôi khuyên mọi người nên kiếm một cái lưới tạo bọt như thế này này. Chúng mình chỉ cần dành thêm khoảng 10 giây đánh bọt trên tay thôi thì mình sẽ có bọt trên tay cực kỳ dày, mịn, bông, đàn hồi, rất là sướng. Các bạn hãy nhìn đống bọt trên tay tôi đi, nhìn nó có như bông, như kem, như mây không? Nếu mà các bạn để ý thì các cái clip skincare trong vài năm gần đây, kể từ khi có con nhỏ ấy, thì da càng ngày càng khô và nhạy cảm, khó tính hơn. Thế nên là khi chọn sữa rửa mặt thì hầu như lúc nào tôi cũng chỉ nhắm đến các loại sữa rửa mặt dạng bọt mà thôi. Với những cái kết cấu bọt mịn đàn hồi bồng bềnh như thế này thì sẽ giúp mình giảm tối đa ma sát trên da. Như vậy thì nó cũng sẽ giảm áp lực lên da, lên tay khi rửa mặt. Thế nên là các làn da nhạy cảm như tớ, như bạn thì rất là thích. Cảm nhận đầu tiên của tớ ngay khi sử dụng đấy là mùi thơm rất là nhẹ nhàng, dễ chịu. Tại vì nó có thành phần tự nhiên từ rễ cam thảo. Bạn này không cồn, không paraben, không hương liệu, không dầu khoáng. Thế nên rất là lành tính, không có cảm giác khó chịu, châm chích gì cả. Đợt này Hà Nội chuyển mùa, mỗi lần thay đổi thời tiết như kiểu đó là da tớ cũng nhạy cảm luôn. Trước đó da đang bị khô ngứa mẩn đỏ vì khí hậu chuyển khô không đột ngột, nhưng mà dùng em này tầm 2 tuần là hết mẩn rồi. Sau khi rửa mặt xong thì tớ sẽ dùng một cái khăn bông mềm để thấm nhẹ cho ráo nước. Này, đối với các bạn có da nhạy cảm mình nhớ là không được dùng trên khăn mặt với khăn tắm đâu, và phải thường xuyên thay khăn mặt đấy nhé. Kết luận lại, đây là một sản phẩm sữa rửa mặt tớ thấy rất là an toàn, lành tính. Làm đúng chức năng của nó là làm sạch sâu nhưng mà không hề bị khô căng, làm dịu da, tôi nghĩ rất phù hợp với da nhạy cảm đấy ạ. Rửa mặt xong thì chúng mình sẽ sang bước toner. Hôm nay tôi dùng xịt khoáng Sun37 Secret Essence Mist. Hồi những năm 20 thì cho cái bước cân bằng này tôi thường rất là thích tìm các sản phẩm toner Âu Mỹ để có thể giúp mình làm sạch sâu thêm. Nhưng mà bây giờ bước sang tuổi 30 rồi, tôi có khuynh hướng ưu tiên các toner của châu Á hơn. Ngoài việc là nó giúp mình chuẩn bị các bước dưỡng da đặc trị chuyên sâu, sau đó nó còn giúp mình cấp ẩm nhẹ dịu nữa. Bước tiếp theo rất quan trọng với các mẹ tuổi 30 này đấy là AHA. Tôi biết đến công dụng làm sáng trị thâm nám của AHA lâu rồi, nhưng mà mới bắt đầu chăm chỉ sử dụng AHA trong khoảng 1 năm nay thôi và thật sự cảm thấy khác biệt. Empower Choice 8% AHA này là một trong những sản phẩm tẩy da chết hóa học best seller của Power Choice. Đây là phiên bản tẩy da chết nhẹ nhàng cho da nhạy cảm, có kết cấu gel trong suốt siêu nhẹ nên là thấm rất nhanh ạ. Tiếp tục với một sản phẩm khác của Power Choice đấy là kem mắt. Hôm nay tớ dùng Omega Complex Eye Cream, đây là kem mắt đầu tiên của Power Choice có chứa Omega. Bài này tớ dùng sắp hết rồi nên là bóp mãi với da.
Ôi, bạn này được đặt trong chai có vòi bấm ý. Tớ rất rất thích các cái mắt được đặt trong chai vòi bấm. Vừa đẹp, vừa vệ sinh, vừa tăng tuổi thọ sản phẩm, lại giúp mình lấy đúng liều lượng, không lãng phí một tí tinh chất đã đỏ nào ấy. Không hiểu trước đây tớ đã sống ra sao khi quanh quẩn mãi với những hũ, những chai, những tuyết kem mắt đắt tiền vậy. Lần nào quay video skincare tớ cũng phải nhắc mọi người là khi bôi kem mắt thì mình nhớ dùng ngón tay áp út và thật nhẹ thôi, massage quanh mắt. Các bạn có thể tưởng tượng như kiểu mình đang đánh đàn piano xung quanh mắt ý, càng nhẹ càng tốt. Sau một sản phẩm đắt tiền, chúng ta chuyển qua một sản phẩm khác thậm chí còn đắt hơn. Đấy là Estée Lauder Advanced Night Repair Serum. Một chai 50ml này có giá tầm 2 triệu rưỡi gì đó nếu tôi nhớ không nhầm. Đấy, một khác biệt nữa của skincare tuổi 30 đó là việc sẵn sàng giúp ví đổ tiền vào serum các bạn ạ. Không sợ béo, không sợ nghèo, chỉ sợ già thôi. Estée Lauder thì cái gì cũng cao cấp và xa xỉ rồi. Thế nhưng mà chắc chắn danh hiệu di sản lớn nhất của Estée Lauder phải thuộc về Advanced Night Repair này. Phần chai nhỏ màu nâu huyền thoại này có thể giúp thúc đẩy quá trình tái tạo ban đêm của da này, giúp da căng, đàn hồi, giảm thâm, giảm nhăn. Nói chung là tất cả các vấn đề về lão hóa mọi người ạ. Tớ đã dùng Advanced Night Repair miệt mài từ lúc mới sinh đâu đến giờ là hơn 3 năm mà trộm vía da càng ngày càng đẹp lên ý. Đến bước cuối cùng là bước dưỡng ẩm. Hiện giờ tớ đang rất mê bản kem dưỡng keo ong này của CNP, tên đầy đủ là Propolis Active Cream. Bản này không lắt lắm đâu mà. Hũ thủy tinh to vật vã 50ml này chỉ có tầm 800 nghìn thôi. Vì da khô nhạy cảm nên tớ cũng khá khó tính khi chọn kem dưỡng đấy. Đấy là kết cấu phải thật đặc, thật ẩm, thật cung cấp nhiều dưỡng nhưng mà lên da vẫn phải thấm nhanh, không nhờn, không biết dính. Thành phần bạn này cũng có ceramide để cấp ẩm và có chiết xuất keo ong để làm dịu da nữa. Bảo vệ chống oxy hóa các tác nhân có hại từ môi trường các kiểu. Nói tóm lại là một sản phẩm rất phù hợp cho những lúc thời tiết giao mùa đọng đành như thế này các bạn ạ. Bạn này có mức giá không quá đắt nên tớ cũng không mong chờ quá nhiều. Thật ra không quá đắt so với các sản phẩm đắt đỏ kia thôi chứ nó cũng không phải là rẻ lắm. Tớ không mong chờ quá nhiều nhưng mà khi dùng thì tớ rất là bất ngờ và rất là hài lòng. Bước cuối cùng tớ dùng thanh lăn mặt Rifa Carat. Sau khi bôi 7749 sản phẩm skincare thì tớ sẽ luôn kết thúc bằng một thiết bị làm đẹp nào đó để tất cả các tinh chất đắt tiền ở trên được thẩm thấu trọn vẹn vào da. Mặc dù thời gian có hạn nhưng mà vì dùng nhiều đồ đắt tiền nên tớ cần phải có bước này. Tớ đã xài đủ các loại máy móc tối tân nào là Hada Clear hay là Skin Ink nhưng mà dạo này lại quay về với Rifa Carat tại vì vẫn thích bạn ấy nhất. Bạn này ra mắt hơn chục năm rồi nhưng mà vẫn giữ ngôi vị là dụng cụ làm đẹp được yêu thích nhất ở Nhật luôn ý. Công nghệ của Rifa Carat là dòng điện siêu nhỏ microcurrent. Đây mọi người có thể thấy tấm pin mặt trời ở trên thân, nó có nhiệm vụ hấp thu ánh sáng để tạo ra dòng điện. Dòng điện cực nhỏ mô phỏng lại dòng điện tự nhiên của cơ thể sẽ được truyền dẫn vào từng tế bào, giúp cải thiện hoạt động của tế bào, tức là tăng khả năng sản xuất collagen này, làm săn da, tăng tuần hoàn máu, giảm đau, chữa lành, tái tạo da vân vân. Cái mà tôi đang dùng là Rifa Carat S nhỏ nhất thiết kế để massage mặt và mắt. Sắp xong rồi đây, bây giờ thì tớ sẽ tháo niềng răng ra để chuẩn bị đánh răng. Chắc không nói thì nãy giờ mọi người cũng không biết là tớ đeo niềng răng đúng không? Một ngày tớ đeo từ 20 đến 22 tiếng cơ, chỉ bỏ ra lúc ăn uống và đánh răng thôi. Như đã chia sẻ từ video 4 favorite lần trước thì niềng răng tớ chọn là niềng răng vô hình Zenium. Đầu tiên nhìn bạn ấy kiểu trong suốt mảnh mai tớ đã coi thường ý. Như thế này thì liệu có hiệu quả không? Nhưng mà đeo vào rồi thì mới thấy là nó cũng vẫn đủ lực dao động, đau phết luôn. Tớ cũng mới dần thân vào con đường đau đớn và tốn kém này thôi. Đây là khay thứ hai, tớ vẫn còn 13 khay nữa cơ, tức là tầm khoảng 5 tháng nữa thì mới xong. Khi nào kết thúc cả liệu trình thì tớ nhất định sẽ review kỹ hơn cho mọi người nha. Sau khi đánh răng sạch sẽ thơm tho thì tớ sẽ lắp niềng răng trở lại, chuẩn bị có một khách mới tiếp theo xuất hiện của tớ. Đấy là mẹ của tớ, bà của dâu. Xin lỗi mọi người, video này có hơi bị nhiều khách mới bất đắc dĩ. Cái miếng màu xanh mà tớ đang cắn mà có tên là miếng chui như thế, tức là nó rất cứng thì người ta phát cho tớ để tớ cắn làm sao cho cái niềng răng nó được khớp sát vào răng nhất có thể để có hiệu quả tối đa ấy. Bước cuối cùng, chắc chắn là cuối cùng, tớ xin hứa, đấy là Laneige Sleeping Mask, mặt nạ ngủ dành cho môi. Nó thường đi kèm một cái thìa nữa nhưng mà lần nào tớ cũng tìm mỏi mắt không thấy cái thìa đâu nên cuối cùng lại phải bôi bằng tay ấy. Clip đã quá dài rồi nên tớ không còn tâm sức đâu mà review nữa. Em này là mặt nạ ngủ dành cho môi quá quá nổi tiếng rồi mà tớ cũng đã dùng suốt bao nhiêu năm nay rồi. Mà nó cũng đã nổi danh khắp năm châu bốn biển rồi, thôi không cần review gì nữa thêm đâu nhá. Ta-da, xong rồi, cho nên là skincare routine khá chân thực tớ.
phiên bản tuổi 30, một chồng một con, một công ty da khô, nhạy cảm, sợ lão hóa. Thật ra cũng không dài lắm đúng không, có 10 phút thôi mà. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau nha. Bye.